Có khi nào chúng ta nhớ về biển và yêu biển, đơn thuần bởi nơi đó đem lại những nốt thăng trầm của cảm xúc? Đó là buổi chiều rảo bước trên bãi biển, sóng nhẹ nhẹ, gió nhìn theo những bước chân ta đi qua mà lòng chợt mỉm cười. Là cảm xúc dạt dào và lãng mạn khi đứng trước mênh mông rộng lớn của biển cả. Là tâm trạng bồi hồi khó tả khi nhìn những con sóng bạc đầu đang dần trải ra từ một chân trời xa tít. Hay đó là nỗi nhớ bâng khuâng tràn về trong từng hơi gió thoáng qua, miên man trong từng con sóng kéo dài đến vô tận. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, dù nhẹ nhàng hay dữ dội, biển khơi luôn biết cách giúp ta trở về với chính bản thân mình, quên đi những nỗi đau và tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen. Sau đêm nay có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ, những lầm lỡ. Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương? Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau. Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy, thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây. Là do em có cho rằng mình đúng, em cứ ngỡ năm tháng xa hết bao nhiêu kỷ niệm cũ. Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối. Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn. Chỉ cần anh gọi tên em sẽ đứng lại, giữ em đi và nói yêu em. Đôi khi em vô thức gọi tên ai dẫu kề vai bên ai. Có đôi khi em nên tâm tư một mình đêm trăng đêm trong tuyệt vọng. Có sai không thì trong lòng có chút yêu thương xưa buồn vương. Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau. Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy, toàn mùi hương cũ như vừa mới đây. Là do em cố chấp cho rằng mình đúng, em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỷ niệm cũ. Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối. Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn. Chỉ cần anh gọi tên em
em cũng đang lạc lối. Và anh hãy nói thật lòng, anh sẽ thương rất buồn, chỉ cần anh gọi tên. Rằng anh không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối. Làm nem cuốn cá, rau củ cùng với lại là nước mắm chua ngọt. Đến với lại là biển của hy vọng thì mình đã được có cơ hội để nấu ăn rất là nhiều. Mà bây giờ bữa mình có nghe chị Quỳnh Châu kể về đợt 1 đi ở Cô Tô, mọi người bảo là em sẽ phải đi lặn biển nhiều đấy, em sẽ phải đi dọn rác dưới biển nhiều đấy. Mình đã sẵn sàng một tinh thần để đi lặn biển. Mình đã sẵn sàng một tinh thần để đi lặn biển. Trông mình giống một beauty gọi là cooking vlogger đích thực. Chuyên tâm chăm chú nấu ăn. Thì mẹ Nguyệt với bà ngoại đừng có sốc nha. Nhờ cái này chắc chả cần đâm đâu. Nước mắm thơm quá. Ngon rồi đấy. Mình thấy mình cũng có năng khiếu làm đồ nước chấm chứ bộ. Giờ đến công đoạn bóc cá và ướp cá. Cá thì mình đã lọc sẵn ra đây rồi. Giờ mình sẽ gỡ cá ra thôi. Cá nó rất là thơm. Sẽ làm cho anh chị ăn một bữa thật ngon. Để cho mọi người có sức tập hát. Cho một ít nước mắm để mình ướp cho nó dậy hương vị lên. Tại vì mình nghĩ thêm nước mắm nào cũng sẽ kiểu dậy vị hơn. Đừng mà. Đường. Tiêu. Bây giờ mình sẽ cho hẳn cá vào đây để mình ướp. Yes. Yes. Được rồi. Yes. Đây, ăn thử nha mọi người. Mình sẽ ăn thử với nước chấm mà mình làm. Ngon đấy. Từ mới chiếc xu mới, bùng vị phở bún miếng. Biển của hy vọng, sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Rồi, hôm nay mặc dù là bọn mình đã mở nhà hàng buổi sáng nhưng mà cũng không biết là hôm nay nước lên đến đâu. Nên là ngày hôm nay mình sẽ tối giản hết tất cả menu là chỉ có nước uống thôi. Vâng. Hôm nay thì chắc là Hòa mở màn hát đầu tiên, xong rồi đến Quân, anh chị, xong rồi chị Vi kết giúp em nhé. Em đang ngồi cuốn này trời. Sáng giờ không thấy sao em đâu. Sao mọi người bảo em ngủ dậy trễ. Xin lỗi nhưng anh trách nhầm em, anh tưởng em ngủ quên. Đây là cho mọi người hay là cho khách kìa? Không, cái này là cho anh chị. À, rồi.
Thì hôm nay chắc là trong bếp là chỉ có ba chị em thôi nhá. Vậy hôm nay chị Vi sẽ ra phục vụ với em. Ok. Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3. Yeah. Bắt đầu nhá. Đây, chị đứng ở đây ạ. Chị đứng ở đây chào khách. Xong rồi okay. Em với Nhi sẽ đứng ở kia để dắt khách vào. Nhi đi. Giờ chị làm. Nhớ bắt cái làm của mẹ. Khách tới là phải đứng chào khách nữa. Dạ má. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã đến với Biển Của Hy Vọng nha. Đây, mời mọi người. Ok. Hello. Đi theo tôi ạ. Đi theo chị Tiên nha. Mời mọi người. Đây, mời mọi người nha. Rồi. Hello. Xin chào. Chào mọi người với nhà hàng. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Đây, và đây sẽ có người dẫn mọi người vào bàn. Các bạn ngồi đâu? Đây nhá. Chào. Rung như thế cây xanh. Rồi, mời hai bạn. Wow. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với nhà hàng Biển Của Hy Vọng ngày hôm nay. Hôm nay là một buổi rất là đặc biệt vì biển ở đây cũng dữ dội hơn các vùng biển khác và sóng lên có vẻ khá là nhanh. Nên là nhà hàng quyết định là sẽ mở buổi sáng. Nên là ngày hôm nay sẽ chỉ có thức uống thôi, được thực hiện bởi đội ngũ toàn là những ngôi sao. Và Tiên mong rằng mọi người sẽ có một trải nghiệm rất là tốt đẹp ở Biển Của Hy Vọng ngày hôm nay. Thank you.
dù trong giấc mơ. Tình yêu với anh quá ơ thơ. Thì xin đêm nay ghé qua như mơ ấy, trái tim sẽ bớt đau nhói thêm. Đến bao giờ em biết rằng mình dù có cố quên hết nhưng sao bóng hình anh vẫn ở lại. Và đến phút cuối đó em như người ngốc nghếch thôi, vì khi đó em đánh mất anh trong vòng tay về nơi xa mây. Có khi nào anh nhớ một người, người đã đến bên anh như em bước về nơi cuối đường này. Lời nói dối lúc trước anh quên, còn em vẫn mong có anh tìm về quá khứ trong rồi em sẽ quên một người mãi mãi. Cho dù em vẫn yêu thật nhiều. Đấy thì em bảo là Quân, em phải đong cho nó đúng. Em có định lượng hết mà. Không, đong đúng đấy nhưng mà hơi ít đá. Đá. Thế là còn chỉ bao nhiêu cốc hả chị? Còn 4 ly nữa, bây giờ đây còn có 2 ly nữa. Còn 2 ly nữa. Còn 2 ly nữa đủ đúng không? Còn 2 ly nữa đủ. Nhìn thèm quá. Có thừa ly nào không Quân? Không thừa chị ạ, đang còn đang thiếu đá với. Sao lúc nào thiếu không bao giờ thừa. Tối qua mình uống đấy. Bây giờ chị muốn uống, chị khát quá. Be my own one 이렇게 부르고 싶은 이름 내 같아 설느다고 설같이 걸어요. 비가 오는 밤에도 외로웠던 낮에도 그리워하는 빛거를 내가 대같이 해줘요. 내가 덜 자랄게요. 이렇게 같이 애설 둔다면 No, I believe la 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 너를 자꾸 답답해 이럴 그래와 my 이 사람이 my only love. 걸어 가는 발걸음만 살 기분 좋았고 둘이서 주는 둠 같아 사람이 my only love. Be my only one 냄새 공간 죄송함 속 버임새 널 뜻간 융대 속에 소중 딘 다 I say I love you.
không nỡ. Nhìn anh trong vòng xoay tan vỡ, nên trở về nghỉ ngơi trước thôi. Mong người hãy dành một chút trong lòng để cho em nhẹ nhàng bước tới, vì em biết người cần một chiếc ôm nồng ấm. Chỉ cần phải nốt thế thôi, sẽ xua đi muộn phiền của người mà em yêu. Rồi anh liệu có muốn nghe em cứ chiều qua đã đi. My only love, chỉ có mỗi anh làm em thấy như em chẳng thể. Cố gắng hết sức để thể hiện và cũng như là truyền tải hết nội dung của ca khúc đến với quý vị khán giả. Và hy vọng quý vị khán giả sẽ yêu thích Only Version của Đức Phúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Biển của hy vọng, sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Đây là một sáng tác của anh Mr. Siro. Đây là một bài hát nói về hạnh phúc, nói về sự hạnh phúc, nói về sự nhớ nhung nhau trong tình yêu. Bài hát có mang tên là I Miss You. Cơn mơ vì sao mỗi lần gặp gỡ anh ngỡ như đang trọn vẹn sống những ngày thơ. Thầm mong những ước nguyện mai sau ngày ta thuộc về nhau, tình tu dẫn lối sáng soi bao đêm dài, sẽ những ngày không ngừng nhớ. Buồn quyến luyến hay xa nhau sao xuyến, nhũ với lòng sao đợi mong. Là khi sóng gió tan theo bao nguy khó, bờ vai vẫn thế vẹn nguyên không hề suy chuyển. Vòng tay ấm áp muốn ôm mãi chẳng rời, những lời em mãi bên tai, lòng càng nhớ nhung những chiều say đắm hương yêu. Nụ hôn đêm qua em chào anh bất ngờ, những giây phút thán thờ tình đẹp như mơ. Xin thời gian đừng trôi nhanh, I miss you. Sao xuyên nhũ với lòng sao đợi mong,
là khi sóng gió tan theo bao nguy khó, bờ vai vẫn thế vẹn nguyên không hề suy chuyển. Vòng tay ấm áp muốn ôm mãi trắng rời, những lời êm ái bên tai lòng càng nhớ nhung, những chiều say đắm hướng yêu. Nụ hôn đêm qua em trao giây phút thắng thờ, tình đẹp như mơ, xin thời gian đừng trôi nhanh. I miss you. Vòng tay ấm áp muốn ôm mãi trắng rời, những lời êm ái bên tai lòng càng nhớ nhung, những chiều say đắm hướng yêu. Nụ hôn đêm em chào anh bất ngờ, những giây phút thẫn thờ, tình đẹp như mơ, xin thời gian đừng trôi nhanh. I miss you. Xin thời gian đừng trôi nhanh. I miss you. Mọi người rất nhiều. Nên hy vọng rằng tất cả nhân viên nhà hàng biệt của Hy Vọng có thể làm hài lòng các quý khách ngày hôm nay. Tiên thay mặt cho tất cả nhân viên nhà hàng xin gửi lời cảm ơn rất là chân thành tới mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Biệt của Hy Vọng. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Biển của Hy Vọng đã mang lại cho tôi trải nghiệm đáng nhớ. Cảm ơn sự phục vụ tận tình và những bài hát sâu lắng từ Biển của Hy Vọng. Đây. Em thích những tiết mục dễ thương lắm ạ. À. Em yêu... Sao? Em yêu chị Tiên Cookie nhiều lắm. Em cảm ơn chương trình, các anh chị nghệ sĩ cùng với ekip đã cho em một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và được thưởng thức âm nhạc. Hôm nay em đã bỏ học để đến đây. Và em xin kính chúc mọi người có sức khỏe thật tốt và thành công hơn nhé. Mãi yêu biển của Hy Vọng. Yeah. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Để ra họp đi, nhanh nào. Ok, qua họp nhá. Ôi, dù sao thì cũng vỗ tay cho ngày hôm nay. Bọn mình hát, bọn mình được hát. Thực sự là đến giờ phút này là chưa thấy có một cái gì trọn vẹn của cái việc mình mở nhà hàng ở đây hết. Bây giờ chỉ còn đúng một buổi tối nữa thôi, nên là chúng ta phải cùng nhau đưa ra các phương án. Nhưng mà buổi tối mình vẫn làm ở đây á? Chính xác. Buổi tối mình vẫn làm ở đây. Mình nước lên thế sao làm? Đấy, mình phải suy nghĩ cái cách. Mình phải suy nghĩ cái cách. Vậy thì tối nay là lần đêm cuối cùng. Đêm cuối cùng. Nếu thế thì em sẽ tăng trải nghiệm cho khán giả. Bằng cách? Ngoài việc ăn và thưởng thức âm nhạc, em sẽ cho khán giả ngâm chân. Ra vào buổi tối nó thật sự không phù hợp bởi vì nó quá lạnh lắm. Quá lạnh. Ai có ý kiến nào khác không? Mình dùng cái này lên trên kia một tí không? Xoay cái này thì hơi dốc không ta? Xoay là phải là ấy đấy. Có một cái khoảng sân nhưng mà cũng được đấy. Tăng nhưng mà như thế thì cũng ok. Ờ, thì nó vẫn là sát biển mà. Yeah. Chị em thấy bên này có vẻ hơi chật. Hả? Bên này có vẻ em thấy hơi chật hay mình sang bên kia. Chị Hòa đi bê một lượt xong em không thấy chị quay lại. Thế thì em để ý kiến của chị Nhi là ok. Chắc là Tiên phân công công việc tối nay luôn. Nên là chắc tối nay vẫn em với chị Vi phục vụ nhỉ? Em có muốn không? Ok, được rồi. Em bây giờ chị kinh nghiệm quá hết rồi. Ok, hôm nay nó ăn. Em ăn phụ chị Anh Phúc. Ok. Chị Nhi. Ai giao gì thì làm đấy, dễ mà. Chị Nhi gặp việc gì chả làm rồi. Thực
ra hôm nay thì là buổi cuối cùng rồi, cho nên là Tiên vẫn muốn để cho ba người được trải nghiệm toàn bộ những cái hoạt động ở trong nhà hàng. Nên là chắc là mọi người vừa tiếp khách vừa phụ ở trong bếp luôn. Với cố gắng là hôm nay thì là nhiều đồ ăn một tí, uống nước uống tráng miệng một tí. Không sao ạ. Nhưng mà vẫn cố gắng làm thật là nhanh để khi mà mọi người lên hát ấy, thì bọn mình ở dưới này vẫn có thể chiêu chiêu nghe được. Thôi, đúng là cái cảm giác đang làm không nhìn mọi người hát rất là đặc biệt á. Cho nên là mong là tối nay anh chị em mình sẽ cố gắng làm tốt hơn. Thôi, để chuẩn bị, để let's go. Đợt này mà
Nhi mà lặn thì không hiểu là như nào. Lạnh với cả biển động quá cho nên là hơi tiếc đợt này Nhi không Nhi không đi lặn được. Đúng rồi. Giờ mình sẽ bắt vỏ sò. Nhặt vỏ sò. Sò ở đây. Pick one. Đây. Chị không nhìn thấy hả? Có. Đang loát thử xem là đâu là vỏ sò, đâu là cái này đẹp đẹp cứ nhặt về. Em cũng nghĩ thế. Đây đúng không? Đây, cho chị. Cứ thấy cái gì đẹp đẹp cho chị để... Chứ không thể nào phân biệt được đâu là sò. Đây đây là cái gì biết không? Đây là cái gì em biết không? San hô. San hô? Đúng không ta? Đây là san hô ạ. Đúng rồi. Oh wow. San hô. Đây đúng là san hô mà tiên ơi. Đây, đây có phải bỏ sò. Đây mà mọi người ở nhà không? Cái đẹp đẹp thì mình cũng đây nè. Sao chị không nhìn thấy à? Toàn em nhìn thấy vậy. Không phải bỏ sò đâu. Đây là cái gì ấy? Vẫn thôi mình cứ nhặt đi, chị bảo cái gì đẹp 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 lắm mà. Ê. Rửa. Em vừa nhìn thấy. Đẹp nhỉ? Ủa? Chẳng biết là gì nhưng thấy đẹp. Đây là ốc hả? Ốc thiệt luôn. Đây là ốc. Em phóng sinh nó đi. Đây. Đồ sống nhá. Đây. Wow. Sinh nó. Đây. Chị qua đi. Đây lên được đấy. Anh vừa. Đây này. Chưa hiểu đây là cái gì nhỉ? Ngồi đây mà mình tâm sự mỏng luôn đi. Đấy sóng biển to thế này, biển động. Cho nên là lần này Nhi không có được đi lặn nhiều. Thôi em tiếc đấy. Em thấy là những cái hoạt động kiểu nấu ăn rồi là nhẹ nhàng là chưa phù hợp với Nhi. Em thích những cái gì mà nó khổ khổ hơn xíu, nó kiểu nó hoạt động tay chân vận động nhiều hơn một xíu. Nếu không mình không làm được những việc lớn thì mình làm những việc nhỏ. Hôm nay cũng là ngày cuối rồi. Ngày cuối em cũng chưa được trải nghiệm một cái nhà hàng đúng nghĩa. Hy vọng là tối nay mình cũng sẽ làm được điều đấy. Nhưng mà những ngày ở cuối rất tuyệt vời. Đúng rồi. Ăn được, ngủ được. Được nghe nhạc, được healing. Chị thấy cuộc sống ấy, mọi thứ nó cảm giác nó rất là to lớn ấy. Và mình là con người, mình rất là nhỏ bé ấy. Cảm giác như mình không có khả năng định đoạt được bất cứ một điều gì ấy. Mọi thứ nó cứ tự nhiên đến. Nó cứ đến và nó đi ấy. Nó chẳng có lý do gì. Nhưng mà chị nghĩ là chuyện gì nó cũng xảy ra, nó cũng có lý do. Cái gì đến thì mình chấp nhận thôi. Chắc là biển thương nên là không có bắt đi lặn nữa. Đến đây chỉ cho chill thôi. Ok, thôi bây giờ mình về làm nến nhá. Bây giờ mình về làm nến. Thôi đi. Ok. Đi về. Rồi. Đi về này. Đây. Nước mắm chiên su cá cơm biển Đông, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Hôm nay anh bắt đầu lại cho em trải nghiệm thêm món gì đấy? Hôm nay anh sẽ dẫn mọi người về menu chủ đề của mình là về cá ngừ. Tại vì cá ngừ ở Phú Yên rất là ngon và đặc sản ở Phú Yên luôn. Thế bây giờ anh sẽ hướng dẫn em làm món salad cá ngừ với quả bơ. Nghe là đã thấy âu âu rồi nha. Nhưng mà anh sẽ làm một cái loại nước sốt mà nó Việt Nam. Để trộn với cả cá ngừ và ăn kèm với bơ. Nếu mà nước sốt gỏi thì không thể nào mà thiếu nước mắm. Đúng rồi, rất chuẩn. Tại Việt Nam mình nói đến nước mắm là một cái đặc sản của Việt Nam, đúng rồi. Đây vừa anh sẽ hướng dẫn nhá. Và bây giờ đã đến giây phút mà em mong đợi nhất. Sự chú ý của em đã va vào chiếc chai này. Em lại tưởng là tại sao hôm nay anh lại để chai rượu ở đây. Nhưng mà không ngờ đây là chai nước mắm của Chin Su. Rất là đẹp. Wow. Ôi em còn thấy có chữ VIP ở đây. Cá cơm biển Đông. Em sẽ mở thử ra. Em có thấy nước mắm này, chai này khác những chai mà bình thường em hay nấu nó, cái gì không? Nó khác nha anh nhá. Nghĩa là nó khác từ cái vỏ. Cái vỏ này nhìn lúc đầu là rất là giống một cái chai rượu rất là sang. Mà khi mà mở cái nắp này ra là nó sụp cái mùi cá cơm lên luôn ấy anh ạ.
Tại vì 40 độ nên là rất là đậm đặc và tuyệt vời. Mà cái màu cũng đẹp quá ha. Ừ. Đẹp quá. Thôi em cho em thử nhá. Nước mắm vào nhá. À mấy thìa nhỉ anh nhỉ? Em cho 2 thìa đi. Vì em rất là thích nước mắm cá cơm, em có thể cho 3 thìa được. 3 thìa được. Được. Anh, mà cái này nó cũng khác cả cả cái lúc mà khi mà mình rót ra luôn ấy. Đúng rồi. Em thấy nó đậm đặc với cả nó sánh hơn, đúng rồi. Màu rất đẹp. Không, màu đẹp thật. Cái em nếm thử được. Được. Ôi, ngon nhỉ? Rất là thơm. Đúng là nó khác những cái nước mắm mà trước đây em dùng ấy. Và nhất là pha nước chấm ấy, em dùng những cái loại nước mắm này ấy, thì nó sẽ lên mùi hơn. Và mình chấm vào nó sẽ quyện. Rồi bây giờ em xay lên nhá. Lên màu đẹp hơn. Dạ. Mình trộn để cho cá nó chín một tí. Anh bây giờ cái này là xong rồi đúng không? Đúng rồi, bây giờ em bày nhá. Anh làm khó ấy. Thành công luôn. Tặng khách này có ok không em? Rất là đẹp anh ạ. Em là em đang đợi thử. Hồi hộp quá. Ôi nó thấm ghê anh ạ. Nó dậy cái mùi mắm rất là nhiều. Cảm ơn anh và em sẽ cố gắng làm thật tốt cái món này vào tối nay. Biển của hy vọng, sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Xin chào thầy Hải Chiêu. Hello. Hello. Bây giờ tôi cần Chiều hướng dẫn cho bọn tôi một cái món gì đấy. Bởi vì hôm nay là mình sẽ rất là gấp. Và mình sẽ phải làm sao mà đưa nước lên cho mọi người một cách nó khá là nhanh ấy. Đây là một cái công thức mà vừa nhanh vừa ngon. Yes. Thì đồ uống hôm nay sẽ có 3 loại nguyên liệu chính, 3 loại nguyên liệu rượu. Đây là vodka tôi đã nấu ngâm với cả quả raspberry. Cái này là rượu mùi vải. Và cuối cùng là rượu mùi thảo mộc Jager. Trong cái Jager này thì nó gồm có 53 loại thảo mộc. 53 loại thảo mộc ở trong cái Jager này. Cái này Quân cũng đã từng pha qua rồi. Thế nên là hôm nay Quân sẽ nhá hàng trước cho mọi người xem. Sẽ đi đâu? Ok. Ok. Bạn lớp trưởng làm chứ. Điều đầu tiên là mình sẽ phải làm lạnh ly. Bỏ đá rồi mình lát thì cho nó lạnh. Rất là nhiều bài. Ok. Điều đầu tiên là mình sẽ làm lạnh cái ly này nè. Hôm nay thì mình sẽ không có cái sắc để mình pha nên là chắc là mình sẽ pha thẳng vào cốc. Đúng rồi. Đầu tiên là mình sẽ cho loại này. Loại mỗi chỉ 30ml. 30ml cái Jack chứ. Jacob. Giật cả hổ. Trời ơi, đau thế này. Chào anh chị. Tưởng sống ấp lên đây. Chào các em ngửi thấy mùi nước rất thơm. Đúng em rồi, đã đến đây. Ô là có rượu luôn. Rượu. Bên đây là mình thấy phục rượu hết. Trông giống một bartender rồi đấy. Anh là ba anh chị đây sẽ thi với nhau ạ. À, thực ra thì không, cũng không phải là cuộc thi nào ở đây cả. Mà là đấu với nhau đi em. Thế thì em sẽ coi như đây là một cuộc thi pha chế nước của Siêm Phúc. Và bây giờ mình sẽ đến phần đề co. Đúng không? Đúng rồi. Ôi, xong điểm. Rồi wow. Mới xoắn. Được. Ok, được rồi đấy. Màu rất là đẹp. Đây, mình đã hoàn thành xong ly nước đầu tiên. Ok. Đây là chị Vi. Ta đổ cho mình sẽ làm lạnh.
Ở mức đầu tiên nào mà làm lại như thế này lại được. À đúng rồi, lại. Thường thì mình pha rượu thì mình sẽ làm tin gì đúng rồi đấy. Như là rót từ chai. Ba ly đã hoàn thành. Đây là của Quân, đây là của chị Vi và đây là của chị Nhi. Em thử cho nhé. Thực ra em thực sự em rất là ít khi uống đồ có cồn mà em xin phép. Ly đấy của Quân làm đấy. Gì đấy sao mà nhanh? Không có cồn nhá. Đúng rồi, có cồn nhá. Em đúng là nó cũng có cồn đúng không? Cồn đúng không? Nó nóng cổ họng lên luôn. Em ơi, tí nữa là em hát hay lắm đấy. Hả? Có thể là hai ly kia nó tan đá hơn rồi nên nó đỡ hơn. Ly chị Nhi là mới pha xong nên là nó nồng mùi rượu nồng hơn. Dạ em thì em thích cả ba ly. Nghĩ là em sẽ không chấm điểm theo thôi chấm điểm với không chị để 10 đều. Đúng rồi. 10 đều. Em chấm điểm theo kích thước. Đây là một cô bé đến đây là cô bé lực sĩ. Nói chung là rất là rõ sắc thái của từng ly. Hóa ra là trong cái việc pha rượu của em này là nữ tính nhất. Nhẹ nhàng mà chẳng phải. Chúc mọi người và chương trình có một buổi tối suôn sẻ thuận lợi và thành công. Cảm ơn, okay. cảm ơn nhiều. Mà nụ cười bọn mình đã tắt rồi chị Hòa ơi. Sao vậy? Sao tắt nhiều? Sao tắt? Sao vậy? Em không lật lên đâu, em chưa xem. Em thay vai của Quỳnh đúng không? Em không thay. Là làm một kịch bản. Nhưng mà cái người nào mở mà may mắn thì là sẽ là nó sẽ là tốt nha. Còn người nào mà và sao nghe xong em không muốn mở. Nghe nguy hiểm quá vậy. Cái trách nhiệm lớn nó lớn thế nào ấy. Rất may mắn là hôm nay em được đến và trải nghiệm với các anh chị và ekip cực kỳ dễ thương và nhiệt tình. Cái này mình đã đọc rồi mà nhở? Không, ý là em may mắn thì em được, em may mắn nên là mở lên được ý tốt này. Trời đất ơi. Này, em sợ quá.